xin được chào các bác cô chú anh chị. Đấy, rất là nan giải tình hình kéo dài ở nhà không bắt được cây mới, nhổ cỏ đến cái cỏ bé nhất không còn nữa các bác. Hôm trước một mớ cỏ dày chi chít mà bây giờ tôi nhổ cái cây này không còn một tí cỏ luôn này. Các bác nhìn cảm giác như vừa mới trồng, không phải đâu, tôi nhổ cỏ lên này toàn rau má là miệng kinh khủng luôn. Cái rau má nó nhỏ với cái cỏ me và cái cỏ mà nó tôi không gọi biết nó là cỏ gì, nhưng mà đại loại nó rất khó chết, kinh khủng luôn. Mình nhổ lên nhưng mà cứ để thì nó vẫn lại sống. Thì nhổ hết rồi, nhổ hết cỏ cho nó thoáng đất và cho nó bón cho tí dinh dưỡng cho nó khỏe cây. Đấy, thì xin mời các bác hôm nay làm cây xanh quê hoàn thiện này, hiền như ma sơ này. Cây xanh quê đấy thì lại chia sẻ với các bác một chút là tôi không bao giờ tôi chê xanh quê so với điền hay như nào, mà tùy từng cốt các bác nhé, và tùy từng dòng xanh quê các bác nhé. Có những dòng xanh quê rất đẹp, rất giá trị, chẳng thua kém điền, thậm chí là hơn điền. Nhưng mà có những cái form cây ấy, thường là những cái điền nó thuộc về cái loại kiểu chúng ta phân, nếu người là một loại quan võ, còn quê là quan văn ấy. Những cái gì mảnh mai thư sĩ ấy, thì làng quê thì xanh quê nó hợp hơn. Còn điền là quan võ, võ phu và gấu. Tất nhiên nó chỉ là tính tương đối 80% thôi, còn lại những cái có những cái cây dáng làng Nam Điền cũng rất là đẹp, thì tùy. Nhưng mà đấy và một số dòng xanh quê thực tế là rất là xấu, nuôi nó lâu, thế thì mục phôi thì cân đối thôi. Chứ còn nó hoàn thiện rồi thì xanh quê thực tế bây giờ rất nhiều cây mà đắt nhất bây giờ vẫn là xanh quê. Đấy, các bạn nha, hàng triệu đô đấy là xanh quê đấy. Và một cái vấn đề nữa là các bác gần đây các bác nhận ra một cái điều là vì sao cây phôi cứ cắt ra từ cây hoàn thiện lành thành cây phôi lại nhiều người mua, nhiều người nhao nhao và hỏi. Cái thứ nhất là ví dụ một cây này hoàn thiện cũng là một cây đẹp. Lỗi cắt đi tôi không nói nhé, về phần lỗi cắt đi mà người ta nhào vào cái cốt đấy là đúng rồi. Nhưng có những cây cũng khá ổn, nhưng mà cắt đi người ta mới thò đến là vì cái cây hoàn thiện rồi. Tất nhiên cây số má mà cắt đi thì không nói, những cây mà bình thường ấy, trung bình hoặc là đẹp đẹp rồi mà đang để như này, các bác nhìn thấy nó quen mắt rồi, không còn cái đích đến nữa, không còn đích chinh phục, mà chúng ta nhìn thấy nó quen rồi. Nó chỉ thế này thôi, hoàn thiện nó chỉ thế này. Chúng ta muốn thay đổi dáng hay chúng ta muốn động vào nó rất ngại. Thì bây giờ có một cái người như ví dụ như tôi cắt cái cây này ra, tôi thấy cái đoạn cốt được tôi cắt thu ngắn lại. Người ta nhìn thấy cái lộ cái thân cốt ra. Và cái thứ hai là người ta và tôi lại vẽ cho các bác sau này nó sẽ như thế này, nó không còn là như cũ như này. Tương lai vẽ ra một cái tương lai rất là tươi sáng, và các bác sẽ mua cái sống trong cái tưởng tượng, sẽ mua cái tưởng tượng nó đúng, nhưng mà có điều các bác có làm được đến đích hay không thì là câu chuyện khác, chứ không có ai sai hay đúng ở đây cả. Đấy, nó là cái tâm lý muốn chinh phục các nhá. Chúng ta thấy và chúng ta muốn chinh phục và thì chúng ta mua phôi. Đấy, và chúng ta nuôi dưỡng những cái mầm mà nó lên chúng ta cảm thấy cảm xúc nó mạnh. Nhưng mà những cái cây mà hoàn thiện này các bác chỉ có về cắt tỉa thôi, đơn giản thôi. Thì đấy, nó là cái tâm lý muốn chinh phục là cái tôi cho là cái yếu tố quyết định này đến cái tâm lý vì sao các bác thích mua phôi như bây giờ. Cái thứ hai mới nói đến thị trường và cái truyền thông đấy. Nhưng mà có cốt lõi là cái tâm lý muốn chinh phục các bác nhé. Dù truyền thông hay không thì người ta cũng lợi dụng cái tâm lý muốn chinh phục của người ta, của mọi người chơi cây các bác nhé. Ok, bây giờ là tào lao thế thôi, tôi sẽ thi thoảng tào lao một chút mà kết hợp với làm cái cây này thì các bác nhá. Cây này thì chỉ tỉa mướt thôi, để chơi thôi các bác nhá. Đấy, tôi giới thiệu các bác, tôi có hai cái kéo đỏ này. Kéo này là một kéo người ta tặng, cắt những cái cành to từ cành to từ cỡ này trở lên, cỡ cái tăm trở lên. Còn cái này là cắt răm, cắt lá này. Cái kéo này nó hay ở chỗ là nó có cái răng cưa này, hình răng cưa nó giống cái kéo tỉa mà của kiểu tiểu tóc, thợ tỉa tóc ấy các bác. Đấy, các bác nhìn kỹ hình răng cưa, lợi thế nó sẽ không bị trượt khi mà các bác cạp vào này, nó không bị trôi, nó không bị nhai.
nó sẽ găm luôn vào cây rồi. Thế cắt thôi. Đấy. Đó nghe. Các bác nhìn đây, nó sẽ không bao giờ bị trượt, bị nhai cả, bởi cái lưỡi nó là hình răng cưa. Thêm nữa là một cái cây phôi là vì sao nó đắt và nó dễ bán, vì là người ta vẽ như thế nào cũng đúng thôi. Các bác tưởng tượng cái tương lai của nó thì các bác người ta nói thế nào cũng đúng, nhưng quan trọng là có làm thành như thế hay không. Nhưng mà đúng là người ta nói là đúng, nó sẽ như thế này, sẽ như thế này, nhưng vấn đề ai chăm nó thành như thế. Đấy. Thì các bác vừa được tưởng tượng vậy, vừa có cái cảm giác được chinh phục. Sướng chứ, mình có bỏ tiền ra mình được chinh phục chứ. Bỏ tiền ra cứ giữ khư khư thì khó, kiểu như mất tiền mua mâm ông đâm cho thủng đó.
nhiên là một số cây hoàn thiện thì nó cũng đắt, nhưng là người ta cái tâm lý nữa là người ta ngại hỏi, ngại mua, cũng nghĩ là nó đắt lắm. Nó cũng tổng hợp nhiều yếu tố. Kéo này tỉa lá thì răm rất đấy. Cái làm răm này nó có cái là như này, nhiều lúc ví dụ cắt đợt này cái răm này đang rất đẹp rồi, ok rồi, nhưng mà đợt sau ấy, sẵn sàng nó có thể thay thế bằng cái răm khác đấy, hoặc là lập bớt đi. Ngày xưa những cái sứa đã từng dùng rất đẹp rồi nhưng mà sau này nó phát triển nên lại lập bớt đi, lại không dùng đến nó nữa đấy. Vừa là đảo xăm thoáng răm và cây nó khỏe hơn, thì cứ làm dần là các bác nhận ra được. Đấy. Tiến trình phát triển của cái cây ấy, là mình sẽ nhận ra. Quan trọng là cái gu thẩm mỹ của mình nữa, mình muốn nó như thế nào. Đấy. Mình muốn nó như thế nào và sau đấy mình sẽ làm gì với nó để được như thế. Đúng không ạ? Cái này tỉa vậy thôi. Đấy. Thế thôi. Thảo nào các bác thế thôi. Đấy. Rồi. Đấy. Đấy các bác, một cây xanh quế rất hiền. Thì qua cái tỉa định hình lại cái bông tán cho nó thì cũng trao đổi với các bác một số vấn đề như vậy, là cái làng cây cảnh bây giờ và vì sao nó như vậy, thì một số cái góc nhìn để các bác ngẫm xem nó có đúng đến đâu các bác nhé, và xem em nói nó có hợp tình hợp lý không các bác ạ. Đấy. Thế thôi, cây này thì cơ bản nó ổn định rồi. Ừ, ổn định rồi. Đấy các bác nhìn. Cây rất đẹp đấy. Nhưng nó hoàn thiện và nó hiền hòa quá. Xanh quê nó hiền hòa quá. Đấy. Bây giờ các bác cứ thích cục kịch, thích ấy cơ. Nó là truyền thông cả. Và nó là cái
Tất nhiên là rất là đẹp, nhưng mà đa số các bác chơi là chơi theo phong trào. Nó cũng đẹp thật, mà thấy người ta chơi thì mình cũng chơi. Đấy. Đẹp chứ các bác nhìn từ dưới lên trên một cây rất già. Rất già, rất hay. Cao độ 30 phân. 30 phân. Đấy, rất già, một cái xanh quê rất già. Các bác nhìn có rõ không? Đấy. Ok, cảm ơn các bác đã lắng nghe theo dõi nhé. À đây, xin tiện giới thiệu các bệ nó có nhá. Nhưng mà đây còn đang, đây bệ xung quanh này có nhá. Cốt chậu lâu năm rồi đấy, nhưng mà nó đang, tôi đang phủ một chút lớp phân lân vi sinh lên như này, nó không nhìn rõ. Rồi, hẹn gặp lại các bác nhá.